Ok, hello anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với DTN Gamer ha. Và hôm nay mình sẽ làm một video để giải đáp những thắc mắc. Thì thông ra vừa rồi thì mình cũng giới thiệu là tác giả đã nói là sắp có phiên bản và cũng như là trong năm nay ha, thì là mình sẽ làm một video này để giải thích anh em những cái vấn đề liên quan đến bản game này mà bên mình có những dự định gì về cái Stardew Valley 1.5 Mobile và có phát kiểu như tiêu đề ha. Thì nếu anh em quan tâm từ game thì anh em ráng coi hết video, mình sẽ nói những thứ thực sự là rất là tâm huyết từ game này. Rồi. Đầu tiên thì phiên bản game nó ra mắt ấy thì một số anh em hỏi rằng là nó sẽ việt hóa không, thì cái đó chắc chắn là có việt hóa nhé. Bọn mình sẽ tìm mọi cách để làm việt hóa cho anh em và khả năng cao là nó việt hóa sẽ rất ok anh em nhé. Rồi mình sẽ fix dần 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 qua từng phiên bản mà nói chung là ok, chắc chắn là sẽ có việt hóa ha. Sau đó thì anh em sẽ thông báo nơi chơi thử, nơi có lỗi mình sửa tiếp đó, cứ thế. Nhưng mà khi ha thì sẽ chắc chắn có việt hóa, có thể việt hóa kèm theo trong đó hoặc là việt hóa bằng cái Smart cũng được, nói chung là có hai phiên bản để anh em lựa chọn, dự định là vậy. Rồi đó là cái vấn đề gọi là việt hóa ha. Rồi tiếp theo một vấn đề chắc nhiều anh em quan tâm chắc là co-op. Co-op chắc để mình cuối video nói, thì tại vì cái đó nó hơi nhiều thứ mình không muốn nói sớm ở đây ha. Rồi mình sẽ nói vấn đề gọi là video á, vì sắp tới thì mình sẽ sau video này mình sẽ làm rất nhiều video liên quan đến cái Stardew Valley, nào là về những cái phiên bản 1.5, về ví dụ như update hay là những cái mà thuộc dạng như là nâng cấp cái gì đó, cái kiểu những cái content mà nó có trên phiên bản 1.5 á, thì mình đã làm một video rồi. Anh em mà quan tâm thì anh em có thể xem dưới phần mô tả có một video để tóm tắt những cái mà mình có thể có được trong phiên bản 1.5, nhưng mà ít thôi, nó không quá nhiều đâu. Trong đó nó có rất là nhiều content nữa, tại vì bản 1.5 mà từ đó giờ là một phiên bản update có thể nói là hoàn chỉnh và xịn sò nhất trong tất cả các phiên bản ha. Anh hiểu không? Là phiên bản là update đỉnh lắm. Bởi vậy cái team ngày xưa làm cái Stardew Valley Mobile thì bị lỗi, họ không có làm được, đây là kiểu như là họ nản tại vì họ không kiếm được tiền, và tác giả thì giật giật game lại, nghĩa là tác giả kêu nhượng quyền lại game, thì nhượng quyền cho Android, nhưng bây giờ tác giả mang lại là mua lại đó. Thì bây giờ nếu mà anh em nào mà đã mua game Stardew Valley trên cái Android á hoặc là iOS á, thì tiếp thì cái phiên bản update nó sẽ ra đầu tiên luôn, có nghĩa là khi mà anh em thấy update á, tác giả ra phiên bản á, thì anh em sẽ thấy update luôn trên đó luôn ha. Nó sẽ update trực tiếp cho nó luôn. Anh em đã mua game nên chỉ cần update là chơi được ha. Còn anh em là lúc đó chưa có chơi á, mà muốn chơi ấy, thì bấm mua là được đó. Đó. Và cái phiên bản của tác giả mà trên Android ấy và iOS ấy thì nó sẽ không có việt hóa đâu, không bao giờ có việt hóa quốc tế đâu nha. Tại vì thật ra đây cũng chỉ là một bản game rất là bình thường thôi, một cái tựa game mà người ta cũng không có làm mà là kiểu dạng quốc tế đó, hiểu chưa? Là anh em chỉ có thể là làm bình thường thôi, có nghĩa là chơi thôi, chơi và chơi phiên bản đó thôi, chơi phiên bản tiếng Anh thôi, tiếng Anh là tốt lắm rồi ha. Còn em muốn việt hóa thì anh em thể thể tải APK, hoặc là nếu như mà nó có Smappy á, nếu mà nó hỗ trợ Smappy á thì anh em có thể cài Smappy qua phiên bản đó, thì nó sẽ tạo ra một bản game khác nó cũng tương tự như vậy. Nói chung là anh em mua game vẫn có thể việt hóa nhưng mà cần phải có Smappy nha. Đó thì lúc đó thì mình sẽ hướng dẫn anh em sau. Còn nếu như anh em tải phiên bản game bên mình ấy thì nó sẽ có việt hóa luôn, nó hoàn thành trong đó luôn và có Smart luôn, rồi anh em sẽ mod được rất là nhiều thứ ha. Rồi mình về cái vấn đề mod ấy thì bọn mình sẽ update mod lại, những cái mod nào mà hay thì mình sẽ review cho anh em, những mod nào mình chỉnh sửa hoặc là mod do team làm ấy thì mình sẽ giới thiệu cho anh em và sẽ làm đều hơn. Đặc biệt là khi ra 1.5 thì mình sẽ làm liên tục luôn, miễn là anh em còn thích thú với nó thì ok mình sẽ làm tiếp. Anh em đồng ý không? Đồng ý chưa? Ok chưa? Ngon lành liền đúng không? Ổn liền đúng không? Đó. Đó, những thứ mình nói rồi, nói với anh em rồi từ để có vấn đề gì nữa nha. Rồi sao ta, mấy cái video hướng dẫn thì chắc là anh em ráng chịu khó xem ủng hộ nha ha. Rồi những content mới thì nó cũng nằm dưới phần mô tả, rồi mình chơi thì muốn chơi rồi, chắc nhiều anh em cũng biết rồi, nhiều anh em Android thì cũng xem trên YouTube hay là kênh mình thì anh em cũng biết rồi nó có những cái gì rồi ha, nhưng mà anh em vẫn còn chờ đợi thì ok. Rồi chúng ta đến với cái phần gọi là ok mà chắc là nhiều người anh em mong chờ nhất luôn á, thì chắc có lẽ là anh em rất là mong chờ phiên bản gọi là co-op đúng không? Thì co-op hiện tại á thì nó không ổn định ha, nó chỉ rất là cùi thôi, có nghĩa là nó ở mức gọi là anh em có thể là kết nối với nhau vô nói chuyện, chạy với nhau vài vòng, ít nhất là chụp hình gọi là khoe nhau trên Android các kiểu thôi, chứ thật ra là cái phiên bản game của mobile á là họ rút gọn lại, hiểu không? Phiên bản mà bản gốc á, hiện tại nó có khoảng 1 GB mấy á, nhưng phiên bản Android á nó chỉ có khoảng 400 MB thôi, hoặc là cái bản mà nén APK nó chỉ có 140 MB thôi, và anh em cài đặt thì nó lên khoảng vài trăm MB nữa, mình nghĩ là 300 hoặc 400 ấy,
tính cả cái ngôn ngữ luôn á, với lại nhạc luôn á, thì nó tầm khoảng 300-400. Thì điều đó nghĩa là họ rút rất là nhiều thứ để cho cái game nó chạy mượt mà hơn. Điều đó làm cho cái game nó là nó thiếu rất là nhiều chức năng. Ví dụ như nó không thể có op được, nó không có những cái về mặt kỹ thuật á, là không có những cái liên kết giữa những nhân vật này với nhân vật khác á, không có nghĩa là không có cái bách gọi là có op trong đó. Nên là mình có thể thằng em mình nó có thể làm cái phiên bản gọi là cái giao diện có op và co-op bằng vào đó, có nghĩa là kết nối bằng đó. Còn những cái sụt ở bên trong ấy thì tác giả họ đã rút gọn mà cắt nó ra rồi, nên là anh em không thể nào mà có op được, chắc chắn là phiên bản nó không thể có op được. Nhưng mà thằng em mình thì nó chuẩn bị lên đại học rồi, với lại là nó thời gian này thì bắt đầu nó có điện thoại xịn hơn, với lại nó cũng có máy tính đó, nên là nó kêu nó sẽ tiếp tục làm cái phiên bản có op cho anh em, mời bọn mà anh em vừa ủng hộ. Nói chung là anh em donate hay gì đó, nói chung tùy anh em donate xong anh em bảo là hỗ trợ cho bạn đấy làm có op, rồi làm từ từ rồi mình sẽ hố nó làm. Nhưng mà không có hỗ trợ các kiểu cho nó thì cũng kỳ. Còn anh em mà có nhu cầu hỗ trợ thì anh em có donate Momo hoặc là delay duo gì cũng được, anh em ghi là donate cho Stardew Valley Co-op Thông, bạn nó tên là Thông anh em nhé, bạn tên là Trần Minh Thông, thì thằng em của mình thôi, quen cũng 2-3 năm nay rồi, thì nó hỗ trợ mình rất là nhiều trong cái vấn đề là bay biết này nọ, mấy cái vớ vẩn, mấy cái mà liên quan đến co-op các kiểu. Thì anh em nào quan tâm thì anh em hỗ trợ thì càng tốt. Còn nếu mà anh em muốn chơi Gree thì ok, cứ chờ đợi thôi. Nhưng mà mình nói thiệt thì tinh thần nào thì nó có cái trách nhiệm đó thôi. Anh em là tốt bụng nhiệt tình thì mình sẽ ráng mình hối nó. Còn nếu không thì ví dụ như mình cảm giác như mình không giúp được gì cho nó thì mình cũng không dám hối. Tại vì anh em không cho được người ta thì mình cũng đâu có dám yêu cầu những cái thứ gọi là cao sang, đúng không anh em? Đó là kiểu cách sống cơ bản thôi. Hiểu chưa? Ok chưa? Đó, thì đó là những cái thông tin về 1.5. Thật ra là còn một số câu hỏi khác nữa, nhưng mà khi anh em quan tâm ấy thì mình sẽ thông báo tiếp. Tác giả là người chính thức phát hành mobile anh em nhé. Hiện tại là bên mobile anh em mà xem trên Google Play ấy, thì anh em sẽ thấy rằng nó ghi là Konosei AB ấy, nghĩa là cái Konosei hay là Konosei AB đó, đó mình hay đọc đơn giản rồi đó, thì anh em đọc sao cũng được. Nhưng mà nói chung cái đó là tác giả đó, từ đây tác giả sẽ là người đăng trực tiếp chứ không phải là Chukovic nữa anh em nhé. Đó, nói chung là anh em cứ thoải mái đi, tinh thần là sẽ có game chơi. Mình hy vọng là nó sớm hơn ha, tại bây giờ nó mới là tháng 8 thôi, 8, 9, 10, 12 là khoảng là 5 tháng đó, 5 tháng. Với lại là tác giả sẽ không có delay đó, mình nghĩ là với ông này ông không delay đâu, tại vì ông này mình thấy ông sống khá uy tín. mình chỉ biết vậy thôi, sống khá uy tín. Ngoài ra thì ông cũng đang làm cái tựa game kia nữa đó, rất là nhiều thứ. Nhưng mà game mới thì mình nghĩ là ông sẽ ưu tiên hơn, dù sao thì Stardew Valley nó cũng đã có thương hiệu và cũng đã thành công quá rồi ha. Hiểu chưa anh em? Rồi, thì tiếp theo nếu mà anh em có những cái câu hỏi và thắc mắc gì về cái game Stardew Valley nữa, mà muốn hỏi về cái gì á thì anh em có thể hỏi dưới phần mô tả nha. Còn những thông tin khác thì anh em có tìm trong kênh của mình. Mình đã làm rất nhiều video về cái này rồi. Ok ha. Rồi, bye bye anh em và hẹn gặp lại anh em trong các video sau nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi.